Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Zero. Mình là Thảo Hoàng, khám phá hot girl bóng đá nữ Hoàng Thị Loan, phần FA nhưng chưa muốn lấy chồng. Loan xinh xắn, đáng yêu, được người hâm mộ mệnh danh là hot girl, hoa hậu của làng bóng đá nữ Việt Nam. Sau khi chiến thắng trước Thái Lan, bốn nữ cầu thủ đã có những chia sẻ chân thật về cô con gái bé nhỏ của mình nhưng vô cùng mạnh mẽ. Hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu về đời tư của hot girl bóng đá nữ Hoàng Thị Loan, vẫn chưa FA nhưng chưa muốn lấy chồng. Đừng quên like, share và đăng ký kênh của chúng mình để được nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào. Những ngày vừa qua, bên cạnh việc sục sôi trước chiến thắng quả cảm của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 30, cộng đồng mạng còn đặc biệt chú ý tới nhan sắc của cô nàng Hoàng Thị Loan, người tuy thi đấu không quá nhiều trong trận chung kết nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong các fan hâm mộ vì bề ngoài quá xinh đẹp như một hot girl. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu chung kết đầy căng thẳng với đội tuyển nữ Thái Lan sau hai hiệp đấu chính thức, tỷ số là 0-0. Trận đấu chỉ được định đoạt bằng cú đánh đầu của Phạm Hải Yến ở phút thi đấu thứ hai của hiệp phụ. Ngoài bàn thắng quý như vàng của tiền đạo Phạm Hải Yến, một điểm nhấn đáng chú ý khác của trận chung kết được các cổ động viên Việt Nam nhớ nhất có lẽ là sự xuất hiện của hot girl Hoàng Thị Loan ở những phút cuối trận đấu. Cô gái trẻ có vẻ ngoài xinh xắn là nhân tố được huấn luyện viên Mai Đức Chung tin tưởng giao nhiệm vụ phòng ngự ở vị trí hậu vệ cánh trái, thay thế Nguyễn Thị Xuyến ở phút 89 của trận đấu. Ngay sau khi Hoàng Thị Loan xuất hiện ở hành lang cánh trái, bình luận viên VTV đã phải thốt lên rằng nữ cầu thủ mà người hâm mộ đang mong chờ nhất đã vào sân. Dù chỉ cao 1m58 và phải đối đầu với những tiền đạo cao to giàu kinh nghiệm bên phía đội tuyển nữ Thái Lan, nhưng cô nàng nhỏ nhắn, có nét mặt đoan trang, thanh tú để thi đấu xuất sắc và hoàn thành nhiệm vụ trong suốt khoảng thời gian có mặt trên sân. Hình ảnh cô gái xinh đẹp Hoàng Thị Loan theo kèm và tranh chấp quyết liệt với tiền đạo cao lớn Sung Ngoan bên phía đội tuyển nữ Thái Lan được người hâm mộ lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Bức ảnh đối đầu trực tiếp với Sung Ngoan càng khiến nữ hậu vệ Hoàng Thị Loan trở nên xinh xắn và lung linh trong mắt người hâm mộ. Hoàng Thị Loan, sinh năm 1995, mang áo số 4, thuộc biên chế câu lạc bộ bóng đá nữ Hà Nội và hiện chơi ở vị trí trung vệ. Cô được người hâm mộ đánh giá là hoa hậu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 30. Hoàng Thị Loan cũng là một trong số ít những nữ cầu thủ có ngoại hình nữ tính, duyên dáng. Hoàng Thị Loan sống trong một gia đình có 4 người con, Loan là chị hai. Năm 13 tuổi, Loan bắt đầu bộc lộ đam mê với trái bóng tròn. Cô bé theo chân một người bạn trong làng xuống huyện Thanh Oai tập luyện cùng nhiều anh chị em đều đặn một tuần 3 lần. Tập luyện được 1 năm, bố mẹ không cho Loan tiếp tục con đường bóng đá. Con gái chân yếu tay mềm, có nhiều bộ môn khác sao không chơi mà nhất quyết cứ phải là bóng đá, chú Sâm đánh thép. Đáp lời bố, Loan chỉ nói, mỗi lần đá bóng con thấy vui và tràn đầy nhiệt huyết. Cô giáo dưới huyện bèn lên nhà xin cho Loan được theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Đến nước này, chú Sâm chẳng biết nói gì, kệ luôn con gái, trao toàn quyền quyết định tương lai và cuộc sống sau này vào chính Loan, cô bé khi đó chỉ mới 14 tuổi. Từ đó, Hoàng Thị Loan bắt đầu tập luyện nghiêm túc cùng lứa trẻ đội bóng đá Hà Tây trước khi sáp nhập với câu lạc bộ bóng đá nữ Hà Nội. Cô bé được nhận xét là xinh xắn, dễ thương, đặc biệt là có tố chất, tư duy và sức mạnh. Loan xuất thân là một trung vệ nhưng có thể đá tốt ở nhiều vị trí, hậu vệ phải, hậu vệ trái, tiền vệ phải lẫn tiền vệ phòng ngự. Bởi lẽ đó mà cô được mệnh danh là phiên bản nữ của Phạm Đức Huy, đội tuyển nam quốc gia. Sau 2 năm vắng bóng trên đội tuyển quốc gia, cô trở lại vào năm 2018 nhưng chưa thực sự tạo được vang dội với cái tên Hoàng Thị Loan. Một suất đá tham dự SEA Games 30 chính là thời điểm tạo nên cơ hội và cả thách thức đối với cô gái trẻ 24 tuổi. Không để cổ động viên và người hâm mộ phải chờ đợi quá lâu, trong trận bán kết tại sân Binan, Hoàng Thị Loan cho thấy lối đá thông minh, nhanh nhẹn của mình, góp công lớn vào chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Philippines. Đặc biệt là chúng ta đã được chứng kiến hơn 90 phút máu lửa, đi kèm mồ hôi và nước mắt của cô gái mang áo số 4 cùng những người đồng đội trước khi giành được tấm huy chương vàng đầy quý giá. SEA Games năm 2019 cũng là lần đầu tiên Hoàng Thị Loan giành được tấm huy chương vàng cùng các đồng đội. Đáng chú ý, trước đây Hoàng Thị Loan từng chơi bóng đá futsal và gặt hái được thành công nhất định trong màu áo câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Trái ngược với khuôn mặt nhẹ nhàng và nữ tính, khi bước vào sân cỏ, cô nàng họ Hoàng như hóa hung tàn, không ngại đối đầu với bất kỳ cầu thủ nào. Hình ảnh một Hoàng Thị Loan vô cùng nhỏ bé bên cạnh tiền đạo cao lớn Sung Ngoan của Thái Lan càng chứng minh nhận định trên của người hâm mộ là hoàn toàn chính xác. Nhìn Loan chiến đấu lăn xả, thậm chí trong một vài tình huống xô xát với đội bạn, nhưng chú xem đó là nhiệm vụ của con gái phải hoàn thành. Tất nhiên người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ sót con, nhưng không thể đổ lỗi do chấn thương mà không ngừng phấn đấu. Thành quả của con và đồng đội quá đỗi xứng đáng, chú và cả gia đình đều rất tự hào. Trên sân cỏ, Loan kiên cường, mạnh mẽ bao nhiêu thì ngoài đời thường, đặc biệt là trong mắt bố mẹ cô đáng yêu nhí nhảnh bấy nhiêu. Đứa con gái bé nhỏ năm 13 tuổi còn lững thững nũng nịu đòi đi đá bóng cho bằng được thì nay đã có thể góp công mang về vinh quang cho Tổ quốc. Đó là điều chú Sâm chưa từng nghĩ hay thậm chí là đặt kỳ vọng ở con mình. Với chú, cho Loan đi đá bóng là để thỏa mãn đam mê của em nó.
Thường sau mỗi trận đấu, Loan đều gọi điện về cho bố mẹ. Trong đêm chung kết, niềm vui như vỡ òa khi con gái cùng đồng đội bước lên bục vinh quang, giơ cao tấm huy chương vàng. Loan là mẫu cầu thủ không dễ kiếm và theo như đánh giá từ chính huấn luyện viên phó Phạm Văn Vương của câu lạc bộ nữ Hà Nội, đây là một cầu thủ tiềm năng và sẵn sàng chiến đấu một cách mạnh mẽ nhất, luôn khao khát chiến thắng. Mọi người trong gia đình đều tập trung cổ vũ Loan, thành công được đổi bằng máu và nước mắt, nhưng con không được xem chiến thắng này là tất cả, mà con phải cố gắng và phấn đấu hơn nữa, vươn xa hơn nữa để làm sao cho các trận đấu khác cứ phải thành công hơn. Loan xinh xắn, đáng yêu, được người hâm mộ mệnh danh là Hot Girl, hoa hậu của làng bóng đá Việt Nam. Mặc dù chỉ cao có 1m58, thế nhưng gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn cùng nụ cười tươi với má lúm đồng tiền cùng chiếc răng khỉnh duyên dáng của Hoàng Thị Loan đã khiến cho cô nàng đốn tim không biết bao nhiêu là fan hâm mộ. Và quả thật, có lẽ chẳng ai ngờ được khi chỉ sau một đêm bất ngờ nổi tiếng, Facebook của cô nàng đã bất ngờ nhảy vọt về số lượng người theo dõi khi có tới 100.000 người theo dõi, con số mà có lẽ bất kỳ hot girl mạng nào cũng đều phải ngưỡng mộ. Chia sẻ sau trận đấu, hậu vệ trái Hoàng Thị Loan tâm sự: "Thực sự là vẫn còn là một điều mà tôi vừa vui lại vừa hoảng. Sau trận bán kết với Philippines, dù chỉ vào sân thi đấu 10 phút, nhưng không hiểu sao lượng người theo dõi trên Facebook của tôi tăng từ 1.000 lên đến 30.000. Khi ấy tôi choáng lắm, nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì mọi người đã biết đến và ủng hộ mình. Thậm chí sau trận chung kết, Facebook của tôi còn tăng tới 100.000 lượt người theo dõi." Ngoài ra, cô nàng còn bật mí về việc chăm sóc sắc đẹp trong bối cảnh thường xuyên phải tập luyện, thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. "Trước khi ra sân, tôi có bôi kem chống nắng. Đến buổi tối về, tôi có đi dưỡng da." Hoàng Thị Loan nói thêm về những bí mật của mình. "Trước khi đến với bóng đá thì giấc mơ của tôi là được làm diễn viên. Tôi rất thích xem phim tình cảm, nhất là phim Hàn Quốc. Biết đâu sau này khi không còn chơi bóng, tôi có thể tham gia thử làm diễn viên hoặc có thể mở trung tâm bóng đá cộng đồng kinh doanh bán hàng online." Cầu thủ 24 tuổi cởi mở thêm: "Tôi thích mùa thu, thích nhiều màu sắc như đỏ, hồng, trắng, đen. Món ưa thích của tôi là thịt bò, nhất là thịt bò ba chỉ." Đặc biệt, trước câu hỏi từ độc giả báo bóng đá gửi đến Hoàng Thị Loan về số đo 3 vòng, cô chia sẻ: "Vòng 1 của tôi thì khoảng 8 mấy, vòng 2 thì là 68, vòng 3 cũng khoảng 80 mấy." Đặc biệt, nếu như nhìn những bức ảnh ngoài đời có thể thấy khi không còn khoác lên mình bộ quần áo đá bóng, cô nàng cũng sở hữu gu thời trang khá thể trung và đương nhiên là vẫn xinh đẹp rạng rỡ. Trước vẻ đẹp mộc mạc, nụ cười hồn nhiên, duyên dáng của Hoàng Thị Loan, nhiều cổ động viên nam ngay lập tức truy tìm Facebook của cô. Nhiều ý kiến không khỏi thất vọng khi chứng kiến bức ảnh cô dựa vào một bờ vai nào đó. Khi được hỏi về danh tính của bờ vai ấy, Loan bật cười: "Mọi người đã hiểu nhầm, tôi vẫn chưa có người yêu, hình ảnh ấy như kiểu sống ảo mà thôi. Các nữ cầu thủ của chúng tôi thường như vậy, chỉ là mượn tạm bờ vai của nhau để chụp ảnh thôi." Và câu nói có lẽ là được nhiều fan khắc sâu nhất có lẽ là "em chưa có người yêu ạ", và chính chú Sâm, bố của Loan, cũng khẳng định điều này. "Em nó chưa muốn lấy chồng, bản thân chú cũng không có tiêu chí gì để kén rể. Cái này tùy em nó, chú phụ thuộc hoàn toàn và tin tưởng vào con gái. Nó yêu ai thì mình chỉ biết thế thôi, còn đâu là quyền của nó." Dứt câu, chú Sâm bật cười khanh khách. Trong khi đó, con gái của chú thì lại chia sẻ: "Tôi muốn tập trung vào sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ mình sẽ lấy chồng muộn, khoảng tầm 4-5 năm nữa. Hy vọng một nửa của tôi sẽ là người trưởng thành, chín chắn." Nghe xong thông tin này, chắc hẳn nhiều chàng trai sẽ vui mừng lắm đây, nhất là khi đó còn là hoa khôi của đội tuyển nữ Việt Nam nữa, đúng không nào? Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video hấp dẫn từ kênh của chúng mình. Đồng thời, để lại bình luận ngay phía bên dưới nếu bạn muốn Mr. Zero thực hiện nội dung gì trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!